Nướng như làm cái gì? Xôi. Đó là xôi. Đó là xôi. Đó là sau bắt được con gì xấu xấu bẩn bẩn thì đem lên cho ta nhé. Đặc sản. Đấy. Còn lắm. Hả? Tớ định cho chó nhưng mà gọi là chó nó ai nó ăn đặc sản. Nhìn hai cái răng của nó dài vừa vừa. Mày trông nhá. Em ăn là nó trông. Ui, cho mọi người xem. À đây mọi người nhìn thấy chưa? Wow. Trời, ngon thế chả biết được. Ui rồi ôi. Đây, nào, quay một vòng. Nào, mày ăn cái nào. Chín rồi. Chín rồi. Chín à. Chín bơi vào đây. Bài tay nó mới ngon. Đây, chết mời các bạn nhé. Chín. Thích ăn nhất là cái này này. Và... Cái này hay hết chưa? Hôm nay mày ở Bí Xê à? Đây, cho mày hẳn con này. Con à, con này không cắt được tiếc, nó thơm thịt. Còn con sống này, ngon chưa này? Đấy, thử đó. Thế mà đây, bà em bảo là chuột chù gì đặc sản ơi, dài này, ui con này dài, ui, đây, mời đại ca, ăn mời đi. Hôm nay ta cho nhịn luôn. Đại khai sát giới của mọi người nhé. Ui, ngon thế. Chú trưởng này hay nè anh ạ. Chú trưởng này hay thì cũng phải chạy. Ui cái da nó dọn lắm. Ui. Anh cứ ngồng ngếu mày nhỉ. Hả? Mày không ăn thật đấy. Ngon thế này mà. Rúi với ta thề với mày ăn đặc sản đó. Gọi là vòng cụ đấy. Nó dai như này này. Sao em không ngửi thấy mùi ngon? Da lợn đâu, gọi ông cụ nhìn tầm nhài khác. Em anh phải ngửi thấy mùi ngon chứ. Chấm mọi người. Đó, chấm mũi ớt này. Ấy. Anh làm ngon được. Lắm ấy. Ngon lắm. Có hết được ngon chưa? Chuột đã ngon này, chú ngon hơn. Ấy. Muốn ăn. Sao không ăn? Chẳng hiểu cái sao mà mày chẳng muốn ăn cái gì. Không muốn ăn á? Không ăn cái này thì tao không chịu. Mày biết là không ăn cái này mày biết là ăn gì hợp lý không? Ăn đất. Xuống làm một cái mổ ấy là xong đó. Nhớ còn... em chẳng thích ăn rồi. Tao không thích ăn. Đói lắm mà chẳng ăn chẳng ngon. Này lạ nhỉ. Dạo này lại ăn chẳng thấy ngon thì sao? Muốn thấy ngon. Ăn cơm chẳng thấy ngon, ăn gà chẳng thấy ngon. Mày đi ăn đất đi. Dạo đúng rồi. Thì xưa sân đai của anh đó. Chứ dạ. Em xuống nó cũng ốc. Làm gì? Đó thì ăn rúi dạ, này. Nhưng mà em ăn tới những cái đấy ngon thôi. Đấy uống mà ăn đâu. Lúc sáng anh cho em uống cái đấy, em có những cái đấy ngon. Dưới bàn đấy. Ngay lạ nhỉ. Thôi để tao tập tất. Mày thế.
Ngon. Hôm nay lại có thằng nó lại chê cơm các bạn. À, chê. Đây là gọi là rúi. Thưởng thức con này cả. Con này là con sống này, con này con chết nhưng mà nhìn nó vẫn rất là hấp dẫn. Ui.